Cái sạch luôn vậy. Vì không có. Rồi, sáng mưa hôm nay thì mình sẽ đi xúc cá rồi. Lại không có lấy mình mạnh theo, phải lấy mình mạnh ngon rồi. Mình thấy rồng vô. Cho nước trong lại xuống lùa được. Nó đã cho nước trong thì cái mình ở trên kia kìa. Cái sạch luôn vậy. Vì không có cái đôi con mà cái sạch luôn à. Dở rồi. Bỏ xuống. Mình kiếm ruộng khác thôi mày. Chuyện này giờ đi coi coi có xúc được không, để mình thử coi coi. Mình vớt lại cái này tại vì nó bị tải. Đây nè, đầu nó còn nhiều lắm. Mình không đem theo cái thùng để cái bọc, tại mình đi được xa, cách nhà mình có 3-4 cây rồi. Cái đầu nó thui, nó chừng thui luôn. Ngồi chỗ xúc hai con ba con. Thì bắt sao
Thôi giờ đổi ý mình quay lên. Thôi thì chắc mình đi kiếm ruộng khác các bạn.